Mày có chuyện gì? Mày chỉ tao với. Chuyện gì đâu? Hồi đó giờ tôi chưa học võ qua bao giờ hết. Tự nhiên không hiểu sao tôi làm được như vậy nữa. Hôm nào đấu tiếp nha. Tôi về đây. Được rồi. Lùa trâu vô chuồng nữa. À. Về. Sao kỳ vậy? Tao thấy mày thắng chắc đó mà. Tao cũng không biết sao nữa. Mới làm chút xíu thôi mà mệt dễ sợ. Nó bụng thiệt chứ. Kiếm gì ăn cái đã. Ở đâu có nhiều chuối quá vậy? Cho tôi ăn trái nha. Nhiều chuối quá ông ăn cũng hết đâu. Ngon quá. Đúng là bạn hiền mà. Bạn tốt. Cho ăn trái nữa nha. Vô phép. Dạ. Đừng đó. Dạ. Vậy là bao nhiêu tội? Nói. Dạ thưa ông. Dạ tại vì con đi chăn trâu, nắng nô cực khổ quá, con đói bụng nữa, cho nên con lỡ tay. Chăn trâu không đói, hè nhau đánh lộn với lũ trẻ ngoài đồng á, bỏ cho trâu ăn lúa mới đói. Dạ thưa ông, con có đánh lộn mà là con đấu lộn. Dạ đánh lộn khác với đấu lộn không? Nhìn vậy thôi chứ thực ra là con đấu lộn không? Dạ. Đấu nè, đấu nè. Ông ơi, cho mà đấu à? Đấu lộn thôi à. Một tội hả? Dạ. Một tội hả? Dạ dạ dạ. Một tội, một tội nữa. Một tội, một tội nữa. Và một tội nữa là ăn trộm chuối. Hai tội hết rồi. Hai tội hả? Dạ. Hai tội nè, hai tội à. Dạ, dạ. Hai tội. Dạ. Ăn rồi ngủ, làm biết. Ăn rồi dạ. Ngủ. Đi tới đâu nợ rồi tới đó. Hàng quán vô tới chùa mang vốn. Hết tiền đi trộm. Dạ. Đi trộm nè. Đi trộm. Dạ. Ôi da. Ây da. Tại ông á nghe không. Ông ngồi làm cái gì vậy hả? Ông chưa đỡ cho người ta gì hết vậy? Vậy cũng gọi là thánh thần nữa. Ông nhớ đi, ông chờ tôi một lát. Vậy này ông chết ông với tôi nè. Ông biết cái này là cái gì không? Lần này cho ông biết tay tôi nha. Cho ông chết nè. Kỳ này là tôi cho ông đi miệt mài luôn nha. Nó bụng quá. Còn ăn chuối nữa. Khác bị đòn rồi sao? Kiếm cái khác ăn. Lần này ông đi nha. Tốn tỷ nha. Tạm biệt nha. Dạ. Mau dậy đi. Ta sắp đi xa rồi. Người không tiễn ta sao? Dạ. Không cần phải thi lễ. Người đuổi ta đi rồi còn gì? Dạ dạ. Bẩm con đâu có dám. Dạ không biết con phạm tội gì mà làm kinh động đến thần hoàng ạ. Nhà vua đói bụng, ăn mấy trái chuối có gì ghê gớm mà ngươi lại đánh mắng, làm cho bệ hạ giận đuổi ta đi. Người hãy mau mau xin lỗi ngài để ngài tha cho ta. Dạ dạ dạ, con biết lỗi rồi ạ. Dạ dạ, con biết lỗi. Cái thằng trộm quỷ sứ này dám phạm thượng đến thánh thần. Gỡ hoài mà không được. Cái thằng trộm này không đánh đòn là không được mà.
cơm. Dậy. Đang ngủ. Dậy mau. Cái gì quen quen vậy ta? Sư phụ ơi, sư phụ ơi, con có làm gì sai? Ông tha lỗi cho con. Dạ. Đi ra đây ông biểu. Dạ. Dạ. Có phải cái lá bùa này là con gián không? Dạ. Dạ con lỡ tay. Dạ con giỡn, để con lấy xuống. Vậy là con lại gây tội với ông nữa rồi hả? Con xin chịu ạ. Dạ. Dạ. Nghe ta hỏi, cha ngươi là ai, làm nghề gì? Là ông đánh con sao? Nhưng mà ông ơi, nếu như mà con có làm chuyện gì sai, ông có việc la rầy, thậm chí ông đánh con luôn cũng được. Nhưng mà đừng có báo phụ huynh con, mẹ con dữ lắm đó ông. Ta không đánh. Ta hỏi cha ngươi là ai, làm nghề gì? Dạ. Dạ ông hỏi chi kỹ chứ vậy? Ta hỏi thì ngươi cứ trả lời. Cha ngươi là ai, làm nghề gì? Dạ. Câu này hả? Câu này con cũng muốn hỏi ông lâu lắm rồi đó. Mẹ, trả lời con biết đi mẹ. Sao mỗi lần con nhắc tới chuyện này là mẹ lại lãng tới chuyện khác hoài à? Không có cha thì bao nhiêu năm nay mẹ con mình vẫn sống được. Đang không hỏi làm gì. Nhưng mà thật ra con cũng nên biết cha con là ai chứ. Bực mình ghê á. Ông tự trong đình á, cứ điều tra lý lịch con hoài à. Cứ hỏi con, cha mày là ai, cha mày là ai hoài à. Vậy sao? Dạ. Con lại gây ra chuyện gì rồi hả? Con có gây ra chuyện gì đâu mẹ. Con chỉ là con gián. Dạ. Không có gì. Nhưng mà con thấy lạ lắm nha. Có khi nào cha con là bọn Lục Lâm Thảo Khấu, là kẻ giết người không mẹ? Phạm Thượng. Ủa? Trời ơi, mày làm như cha con là vua vậy. Con Phạm Thượng. Ê, buồn quá. Suốt ngày ngồi canh cái tên vua bị hạ bệ này, nó chán quá mẹ ơi. Mà mấy ngày nay không có giọt rượu nào trong bụng tao hết. Y như là cái con sâu rượu nó chảy rần rần trong bụng tao. Nó khó chịu gì đâu á. Mày đừng nhắc làm tao thèm mày. Trong mong sao cho Tím Dương giết quách cái tên này cho rồi. Lúc đó tao với mày rảnh nợ, phải không? Đi nhậu một trận cho nó đã, phải không? Tao thèm rượu quá mày. Ai rượu không? Rượu ngon đây. Rượu ngon nè, chào hai anh Lệ. Em chào hai anh Lệ nha. Mời hai anh uống nha. Trời đất ơi. Mới nhắc cô em là cô em tới liền à. Mấy bữa nay anh nhớ cô em lắm nha không? Thiệt không? Nhớ em hay là nhớ rượu? Thì à, nhớ cả hai. Vậy mới được chứ. Nhớ cả hai thì mời hai anh uống nha. Mà nói nghe, mà rượu của cô em á, uống càng ngày mặt càng ghiền á nha không? Ghiền á thì càng tốt chứ làm sao. Chứ tối ngày á, hai anh cứ lo canh cái ông yếu nhớt ở trong đó, có gì đâu vui. Uống rượu mới vui, mới quên đời, mới khỏi lo gì hết. Uống đi nha. Mà nè, tao với mày có thèm thì uống ít ít thôi nha. Chứ uống sai á, ở trên bắt tội xuống á, là tao với mày bị tru diệt của tộc á. Ồ, mắc cười quá à. Cái ông đó bị giam mấy ngày nay, bị bỏ đói mấy ngày nay rồi. Nhìn ông xanh xao như vậy á, hơi sức đâu mà chạy được. Mấy anh đừng có lo cái gì hết á, mấy anh cứ uống cho sai đi. Nếu mà sai rồi á, thì để em canh giùm cho. Ừ. Cô em này nói nghe chí lý nè, thấy không? Uống đi, đời có gì đâu vui, buồn thấy mồ. Uống đi. Còn anh chết cái miệng của em đó nha. Uống. Nửa nha. Trời, đã quá. Đây.
uống mày cạn. Trời ơi, nhìn hai anh uống rượu oai phong dễ sợ vậy đó. Rượu ngon mà người rót rượu cũng đẹp. Uống đi anh. Nè. Cạn mày, cạn. Bữa nay rượu em bán nặng độ quá hay sao mà anh uống mau say dữ vậy nè em? Uống thêm nữa nha. Nè, anh ơi, anh ơi. Bệ hạ thấy trong người sao rồi? Ta không sao. Nàng đang thai nghén như vậy, ráng giữ gìn sức khỏe. Đừng tới đây thường xuyên như vậy, nguy hiểm lắm. Thiếp không sao đâu. Ơn trời, con mình mạnh lắm. Hồi này nó cứ đạp thiếp hoài hả? Chắc là con trai đó bệ hạ. Ơn nàng đã tới với ta trong lúc ta đang xa cơ thất thế. Không biết tới lúc nào ta mới báo đáp được ơn này cho nàng. Con của ta lẽ ra phải được sinh ra trong nhung lụa, được bá tánh tung hô là thái tử để kế vị ngai vàng. Còn nàng, nàng phải là hoàng hậu của ta. Nhưng bây giờ mẹ hả, thiếp không mạng danh lợi tước gì. Một cô gái bán rượu như thiếp được dựa mạng thuyền rồng, dù chỉ một ngày thôi cũng lấy làm vinh hạnh lắm rồi. Mẹ hả, mẹ hả hãy vững lòng tin, sẽ có ngày lấy lại cơ đồ, phục hưng ngôi báo. Bọn tiêm quyền sớm muộn gì cũng giết ta để triệt mầm khởi nghĩa. Nàng hãy đem con trốn đi thật xa, đừng để liên lụy tới tính mạng. Không, thiếp không đi đâu hết. Sống thì cùng sống, chết thì cả ba cùng chết. Thiếp không đi đâu. Không được. Nếu như nàng sinh con trai thì nhất định sau này nó sẽ phục thuộc cho ta. Lúc ta bị truy sát, ta đã giấu ngọc ấn dưới gốc đa ở đầu làng hả? Nàng cứ tới đó mà dò tìm ngọc ấn và hãy cất giữ để làm tin, sau này sẽ có ngày để dùng tới. Nàng hãy bảo trọng. Nàng đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta không sao. Không, mẹ hả, mẹ hả ơi. Nàng hãy đi liền đi, kéo không kịp. Hãy nhớ là không được cho ai biết tâm tính đứa bé là ai, nếu không sẽ rất là nguy hiểm. Hãy nhớ giữ gìn tính mạng. Nào hãy đi. Mẹ đi hả? Nào hãy đi ngay đi. Đi liền đi kẻo không kịp. Nào đi, đi đi. Đi mẹ. Có chuyện gì mẹ giấu con phải không? Sao mỗi lần nhắc tới cha con là mẹ khóc? Mà mẹ nói rồi, cha con họ Lê, làm nghề kiếm củi, bị ma rực bắt mất. Nhưng sao hồi đó mẹ nói cha con bị bệnh mà? Hồi đó con còn nhỏ, có cần thiết phải nghe mấy chuyện kinh khủng vậy không? Dù sao người cũng đã chết rồi. Nè, con làm cái gì vậy? Trộm, con đi đâu đó? Con đi vô rừng giết chết yêu tinh, trả thù cho cha con. Đừng có tào lao nữa, lo mà tu học đi, đừng có cãi lời ông Tư. Con sẽ trả thù cho cha. Chó, chó, chó. Chẳng tin đâu, xuất hiện đi.
Ta sẽ giết ngươi, trả thù cho cha ta. Ngươi đâu rồi? Ra đi, đừng có trốn nữa. Ra đi, chẳng tin đâu. Ngươi đâu rồi? Ra đây đi, ngươi đâu? Chẳng tin, ngươi đâu rồi? Yêu tinh, ra đây. Ngươi đâu rồi? Không ra đây đấu với ta nè. Hả? Ta phải trả thù cho cha của ta. Mày trốn ở đâu? Ra đấu với ta một phen đi. Ngươi ở đâu? Ra đấu với ta nè. Hả? Nhà ngươi yêu tinh mà cũng sợ con người nữa hả? Hả? Mày không sợ ngươi thì thôi, tại sao ngươi lại sợ ta? Hả? Ra đây đi, đừng có trốn nữa. Còn ra đây đấu với ta nè. Yêu tin, đâu rồi? Cái đồ ngạo này ở đâu ra thì nhìn thấy giấc ngủ của ta biết. Nhà ngươi là yêu tin, mày dám giết cha ta? Cha mày là ai? Cha ta họ Lê, vô rừng đốn củi. Vô rừng mà không đốn củi chứ làm gì? Đồ ăn của ta toàn bộ là tiều phu, nhưng mà bữa nay coi bộ có thêm một thằng khùng tự dưng nập mạng nữa. Yêu tin khốn kiếp, ta sẽ giết mi. Sao ngươi còn muốn đánh nữa không? Thôi ta nghĩ vậy, để đỡ mất thời gian, ngươi nằm bán cho ta. Nào vô. Dạ. Thôi. Cái gì? Chạy. Cái đồ nhát gan. Nhưng mà ngươi chạy thoát tay không? Tới giờ đâu có thấy mặt con Trần đâu. Hôm nay thấy nó rồi mới biết là nó dữ như Trần. Mau lại đây, ta sẽ ăn thịt ngươi. Không thoát được đâu, ta sẽ ăn thịt ngươi. Kìa, ta không biết có phải ta ăn thịt cha của ngươi không, nhưng mà bữa nay thì mày chắc chắn là bữa chó của ta. Cảm ơn ngươi đã tự nhiên hợp mẹ. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Ta đã thả cho ngươi nhiều lần rồi. Ngươi giết chàng trai này, bữa nay bao nhiêu số người đã tỉnh. Ông hay gì? Hôm nay con tưởng con chết rồi chứ. Muốn phục thù thì võ nghệ phải cao cường, con phải biết chọn đúng thù đúng bạn. Dạ, con đúng là hồ đồ mà. Con đa tạ ông đã cứu mạng con. Đa tạ ông. Nhưng mà ông là ai? Sao lại cứu con? Ta là ai? Con không cần biết. Nhưng ta có vật này tặng cho con. Đây, con hãy cầm lấy chiếc cung này mà lo luyện võ nghệ, rồi sẽ có ngày dùng tới. Đa tạ ơn con. Đa tạ ơn con rất nhiều. Hãy nhớ lời ta dặn đó nha. Dạ. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, cái gậy đẹp quá. Con chiếc gậy này rồi, ta sẽ quyết tâm học võ, giết hết yêu tinh, trả thù cho cha ta. Người đó, chạy lẹ đi, chạy lẹ đi.
chạy đi. Chăn tính ta hả? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái cô của ta. Cha, ngươi có võ hả? Thịt ngươi cứng lắm đây. Khoan, ngươi là yêu tinh mà ngươi chơi hèn quá vậy? Ta hèn chỗ nào? Ngươi dẫn theo đồng bọn của ngươi nữa. Đồng bọn đâu? Kìa. Người đánh lén ta. Ta đánh lén người nào? Mới đánh nàng. Tại vì ngươi chưa hẹn quá. Ta hẹn chỗ nào? Đồng bộ của ngươi kìa. Đồng bộ đâu? Đó. Ai à? Ngươi dám đánh lén ta một lần nữa hả? Tại vì ngươi chưa hẹn. Ta hẹn ở đâu? Ngươi giữ theo đồng bộ của ngươi. Đồng bộ đâu? Kìa. Lần này ngươi đừng hòng gạt ta. Ngươi đã gạt ta hai lần rồi. Lần này ta không dễ bắt lừa nữa đâu. Ta nói thiệt. Ngươi kìa cái gì? Đồng bộ ngươi kìa. Ngươi gạt ta hả? Đó. Ta làm gì có đồng bộ? Bây giờ ta mới phát hiện ngươi là con Trần Tinh, vừa lé mà vừa xấu nhất thế gian này. Từ từ thôi, mắc nghẹn đó. Con đói quá mày à. Với lại con vừa mới giết Trần Tinh xong, mày phải để cho con ăn mừng chứ. Lúc nào cũng ăn ăn, không biết chừng nào mới thành người được đây. Con nói mày không ra ngoài coi, người ta còn công kênh con trai của mẹ lên nữa đó. Ăn nhanh đi, rồi vô gói ghém đồ đạc về quê thôi. Hả? Quê gì mẹ? Quê mình. Đây chỉ là chỗ năm xưa mẹ trốn. À, mẹ dẫn con đi trốn cái nghèo thôi. Bây giờ con lớn, mẹ đã già rồi. Mẹ muốn trở về nơi năm xưa cha con mất. Bốn năm trời, nằm gai nếm mật, chiêu binh mãi mã, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Giờ sức quân đủ để tiến vào kinh đô, giết tên bảo chúa, khôi phục ngôi báu trả lại cho cửu dương. Nhưng mà ta cần chọn ngày lành tháng tốt. Chúng ta chủ đích phục dương thì phải tìm ra con cháu của cửu dương đứng ra bảo chứng để bố cáo với bá tánh, nếu không cũng sẽ lại mang tiếng tím quyền. Danh có chính thì ngôn mới thuận, phải tìm ra người đó. Khổ nổi, theo ta được biết, năm đó tên Tím Dương lãnh nhổ cỏ tận gốc, đã giết chết không nương tay tới tận họ hàng chính đời của cửu dương.
chị e là không còn ai sống sót. Hay là cứ cho quân lính đi dò la, may ra còn sót lại một người. Ừ, được. Mệt quá mẹ ơi, khát nước nữa. Hay là mình kiếm quán nước đâu đó mình vô mình ngồi với mẹ. Thanh niên trai tráng gì mới đi có chút xíu mà đã thân mệt rồi. Con nói giỡn thôi, con chỉ lo cho mẹ thôi. Mẹ có mệt không? Hay là mẹ lên lưng con cõng mẹ nha. Nè. Thôi đi ông tướng, nhiều trò quá hả. À, phía trước có quán nước kìa, đi lẹ tới đó rồi nghỉ. Dạ, mình đi đi mẹ. Dạ, mời quý khách. Mời quý khách ngồi ạ. À, dạ, sao tôi nhìn thấy quen quen? Chị Tuất phải không? Em là cô hàng rượu nè. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Bao nhiêu năm rồi, lâu quá. Còn đây là... Dạ. Con em, tên Chổn. Dạ. Tại vì cha của nó mới mất, cho nên em đưa nó về quê. Gì mẹ, cha cô? Vậy tốt rồi. Thôi hai mẹ con ngồi đây đi nha, để tôi vô tôi nấu gì cho ăn ha. Dạ cảm ơn chị. Coi như là lần đầu tiên về quê tôi mời ha. Vậy thì hay quá. Mẹ ơi mình vô ngồi đi, con đói lắm rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đây nha, tôi vô tôi làm nha. Dạ cảm ơn chị nha. Đúng là đi đâu cũng không bằng quê mình. Dạ. Quán xá gì mà không có một người khách. Ê muốn chết. Còn ba cái đồ này nữa, ngày hôm nay mà không bán hết á, chắc bỏ luôn quá. Mà thằng Chởm này sáng giờ sao không thấy mặt mũi nó đâu ta. Mà cũng công nhận, thằng này mà nó mở hàng đắt khách dễ sợ luôn. Bữa nay ngày gì mà vắng khách quá vậy ta, không thấy một người khách nào tới nữa. Quán thì ế ẩm, không biết cái thằng Chởm nó đi đâu mà không chịu ghé nữa. Ê Chởm, Chởm. Ủa Chởm. Trời ơi. Dạ? Đi đâu vậy? Vô đây, vô đây. Quán cô ế quá. Dạ? Trời luôn à. Cô ơi cô. Trời ơi. Ở xuống, ngồi xuống. Cô phải để cho con về nhà ăn cơm với mẹ đi, chứ. Đi vô một chút. Trời xíu thôi. Chú đi qua bả nữa. Đi, nhanh lên. Đi, đi qua tôi đi mà. Nhanh lên, nhanh lên. Đi qua bả nữa. Qua tôi đi mà. Tao cho mày ghi sổ. Hả? Hồi sáng bên bà rồi, bây giờ qua bên tôi thôi. Đi chọn. Thôi. Nghe lời tôi quá. Bây giờ từng người một lần lượt được hết á, được chưa? Mà nè, mày trả cho cô một chút ít đi. Nợ của mày ghi ba sổ đầy rồi đó. Đi. Đã nói khi nào người ta phất lên người ta trả cho. Bây giờ cô sợ con quỵt đúng không? Cô nghỉ ăn luôn. Qua tôi đi, cho thiếu. Nè, nghe lời quán cô, qua tôi đi. Cô cho mày thiếu. Mở hàng cho cô đi, từ trưa giờ ế quá. Nha. Rồi, nha. Rồi. Bây giờ con cứ vào quán, con mở hàng cho cô. Khi nào có tiền trả cho cô cũng được. Hả? Ê, vậy ha. Đó, hai người về đi nha, nó ăn quán của tôi rồi. Ok, cho nó vô đi. Đi, đi, đi. Ê, chậm, chậm, chậm. Lòng quán bà, cho nó quán của tôi đó nha. Rồi, rồi, nhớ nha. Con đi đống củi đây. Mẹ cứ nhà ăn cơm đi, đừng chờ con nha. Sao không ở nhà ăn cơm, cứ lê la hàng quán hoài vậy? Con có muốn như vậy đâu. Tự nhiên họ nói con là nhẹ vía, vừa thấy mặt con là họ túm con lại kêu con vô ăn à. Ngu gì con không ăn hả mẹ? Cứ ăn thiếu lu bù, rồi nợ chồng nợ chất, lấy đâu mà trả. Thế nào con cũng có ngày phất lên thôi à. Trả một lần luôn, mẹ yên tâm đi. Làm gì phất? Kiếm củi hả? Nói liều. Con cũng không biết nữa, nhưng mà chắc chắn có ngày con sẽ phất lên thôi. Có manh mối gì không? Dạ thưa, thuộc hạ đã cho quân lính về các làng xã xa xôi để dò la tin tức, nhưng không có manh mối gì. Chắc là hoàng tử, công chúa hay hoàng thân quốc thích đều bị xử trảm. Chắc là không có hy vọng gì. Ê,
Đây rượu đây, rượu đây. Dạ. Chúc quý khách ngon miệng nha. Trời ơi, dĩa của trộm có khác ha. Ghé vô ăn một cái khách tới nườm nượp. Thiệt là may mắn quá ha. Vừa quái lắm mới ghé hàng ông thường xuyên đó nha. Ghi sổ cho tôi. Trời ơi, tôi nghe nói các quán ở đây á, sổ của chợm mà chất lại á, trông lên cao thì cao như là cây tre vậy đó. Đã nói khi nào ta phất lên ta trả cho mà. Lúc đó hả, còn tre nhầm nhò gì, còn núi tôi cũng trả hết luôn á. Ô, chợm nhớ nha, khi nào mà chợm có tiền á, nhớ trả hết cho tôi đó nghe. Ông chủ, gà chín chưa vậy? Có liền, chờ chút, chờ chút. Ờ, lẹ lẹ. Ừ. Vậy đi mà lo đi tìm thiên tử. Dạ bẩm, cho hỏi ông là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Thiên tử ra đời lâu rồi mà sao không chịu đón về, còn chờ gì nữa? Thiệt là có thái tử ra đời hay sao? Xin ông hãy nói cho con biết thái tử đang ở đâu. Đi về phía tây, ở dãy Hàng Cơm, ngày thìn giờ ngọ, mà hễ thấy rồng đen quấn cọc thì đích thị chính là thái tử. Ủa ông ơi, ông lão, ông lão, ông lão ơi, ông lão, ông lão, ông lão. Thái tử ra đời thiệt sao? Lính đâu? Dạ. Dạ, bẩm đại tướng cò con. Gọi phó tướng cho ta. Dạ. Thưa chủ soái, là dãy quán phía tây này. Ta cũng nghĩ vậy. Chờ xem. Rồng đen quấn cột. Mày nhậu hoài từ sáng tới giờ chưa xong nữa hả? Mày về đi, má mày đang trông mày đó. Chưa no xả gì hết, về gì? Ê, trông. Là đây, tao nói mày nghe cái này nè. Hả? Ừ. Mày nhìn thử coi, mấy cái người vô quán sao? Mình đó là ai? Mày có biết ai không? À, tao mới vừa thấy mấy người đó, tao gọi điện cho mày. Ông nói hai ông đó đó hả? Ừ. Hình như là họ không phải kiếm đồ ăn đâu, không có vô quán đâu. Cá không? Cá thì cá. Rồng đen quấn cột. Không lẽ sắp có phép lạ ở đây? Giờ này là đúng ngọ, rồng đen quấn cột đâu không thấy. Chỉ thấy cái thằng đen thui như ông Táo ôm cột ngó ra. Quán xá thì vắng tanh vắng ngắt. Nè nè, mày nghe hai người đó nói gì không mày? Tôi nghe được, tôi chích liền đó. Có lẽ do ta thần hồn nát thần tính, ban ngày quá nóng lòng, ngóng tìm hậu vệ của cựu dương, nên đâm ra mộng mị. Về thôi. Dạ. Đó, trộm nó có sai đâu. Hai ông đó không có kiếm đồ ăn nên không vô quán rồi. Hai người giàu có như vậy mà keo kỳ không dám vô quán ăn luôn mày. Vậy tao thua hả? Chứ gì nữa. Tôi nhậu tiếp đây. Nhưng mà nè, ghi sổ cho tôi nha. Nữa ghi hoài à. Vậy đi. Hãy vậy đi. Lại là ông lão sao? Ta đã bắt mất người thái tử đang ở đâu? Sao ngươi không chịu đón về? Dạ, con nghe lời tới dãy quán phía tây, nhưng không thấy rồng đen quấn cột. Con cũng nóng lòng đón thái tử về cung lắm rồi. Xin thần chỉ giúp dùm con. Thôi được, ngày mai ra bờ sông, thấy ai đội mũ sắt cởi thuyền rồng thì đích thị là thái tử. Dạ bẩm chủ soái,
bến sông này vắng quá, một ngày chỉ có 2-3 chuyến đò. Ta nghĩ làm sao trùng hợp dữ, nhưng không hiểu sao vị thần nhân đó nói đúng y chang những chuyện ban ngày, như có ai bí mật theo sau mình vậy. Thuộc hạ nghĩ cùng lắm nếu như mình không tìm được con cháu của cụ Dương thì mình cũng tiến quân chiếm thành thôi, để lâu lính tráng chồn chân mỏi gối, cũng đành vậy thôi. Chắc đây là chuyến cuối cùng. Ủa, trời đã nắng sao mưa đột ngột vậy? Mời chủ soái. Ông trời già, trời gì kỳ vậy? Đang nắng chang chang tự nhiên mưa làm sao? Mưa vậy làm sao người ta né kịp? Lần sau có mưa nhớ báo sớm nha ông trời già. Cho mượn cái này nha. Ờ. Trời mưa mà đợi cháu gan, không sợ trời đánh hả cha? Trộm ở đây mà sợ gì? Đi với trộm là không sợ trời, không sợ đất, không sợ cái gì hết. Ủa gì kỳ vậy? Mới mưa cái ào tự nhiên tạnh rồi. Nè, cảm ơn nha. À. Ủa, hai ông này đã gặp ở đâu? Thấy quen quen ta. Lúc trước gặp bên hàng đúng không? Hai ông đi tìm ai mà hành tung lúc nào cũng lắm la lắm lét, y chang như là ăn trộm vậy. Hổng láo. Ông nói ai hổng láo đó? Biết ra nói chuyện với ai không? Đi về. Câm miệng đi. Không nể gì này. Nãy giờ ta giết ngươi rồi. Đi kiếm thuyền rồng mũ sắt, ai dè gặp đò rách nát với cái thằng dở hơi. Cái gì? Ông nói ai dở hơi? Con đứng lại đi. Hai ông kia đứng lại đi. Nhớ nha, lần sau gặp trộm là trộm cho biết tay nghe chưa. Người muốn gặp thì đã gặp rồi, sao chưa chịu rước về? Dạ thần nói làm sao chứ. Con đã nghe theo lời thần chỉ, tới bờ sông chờ suốt ngày. Nhưng thái tử uy nghi thuyền rồng, mũ sắt đâu chẳng thấy. Chỉ thấy một tên đưa đò, mặc đồ thì rách rưới, đầu thì đội chảo gan. Mưu đồ việc lớn mà nhìn người kiểu đó làm sao xử thành? Dạ ý của thần là ngày mai người đến quan tâm phủ tìm người nào đi chữ đại trở lại Thái Dương thì đó, đây là cơ hội cuối cùng của người đó. Đi chữ đại trở lại chữ Dương. Đi chữ đại trở lại chữ Dương. Có ma nào đâu mà đi đi lại lại chủ soái. Cứ chờ coi, ta nghỉ chân ở quán. Dạ, mời chủ soái. Chủ quán, cho một bầu rượu. Dạ có liền, có liền. Dạ đây, đây rượu đây. Xin mời quý khách. Cho hỏi cậu thanh niên đó là ai? Thằng trộm, người ở đây. Nó là vô địch thiếu nợ. À, quý khách có cần gì cứ kêu nha. Cho tôi một mâm thịt nữa. Thịt ở quán. Sáng giờ thằng trộm nó nhậu hết rồi. Tôi sẽ qua quán bên cạnh lấy thịt cho quý khách. Quý khách chờ một chút xíu nha. Cũng được. Giờ mời chủ soái. Nhìn là biết du thủ du thực, trôi sông lạc vợ. Thần nhân trách ta có cái nhìn thiện cận. Phải hiểu làm sao đây. Cả ba lần ta đều gặp đúng anh chàng này. Lần đầu tiên đứng ôm cột trong quán nhìn ra,
Lần thứ hai thì đổi cái chảo gang đi thuyền cũ. Mà khoan, nếu phải hiểu theo cách thoáng hơn thì rồng đen ôm cột, đầu đội mũ sắt, chẳng giống. Tướng ngũ chữ đại, thần nhân mách bảo đi chữ đại, trở lại chữ dương. Chữ dương, chính là ngày này rồi. Chủ soái nói sao? Là thằng điên này hả? Thái tử, chạy đi thái tử. Chạy đi thái tử. Thái tử, nè, ngươi đừng làm càn nghe chưa. Hai người là ai? Tại sao lúc đầu ta không gặp hết vậy? Các người là ai mà hành tinh đáng ngờ trình trình trập trập? Nói mau, không thôi ta đánh cho chết ngắt bây giờ. Thái tử, chủ soái. À, thì ra các người là băng lục long thẩu khấu đúng không? Khai mau, không thôi ta đánh một cậy tan nát bây giờ. Ngươi cấm miệng đi. Chủ soái à, sao ngươi lại quỳ trước mặt cái thằng khố rách áo ôm này? Ta khố rách áo ôm hồi đâu? Nhưng mà ta thắc mắc, tại sao ông này luôn quỳ trước mặt ta? Chắc là ngán cái cô của ta rồi chứ gì. Thái tử, kẻ hạ thần có mắt như mù, chậm thi lễ, mong thái tử tha tội. Ông nói chuyện với ai vậy? Ê, đừng có nói là có dông thái tử nào theo ta nha chưa. Thái tử đâu rồi? Dông nào đâu? Ta không giỡn nha. Thái tử ơi, ta không giỡn với ngươi nha. Thái tử ơi, ta không giỡn nha. Thái tử, mong thái tử đừng lo, xin hãy đưa chúng thần về nhà gặp bá mẫu. Ngươi đừng có khùng quá nha. Ta chỉ là thằng chổn, khét tiếng những làng thiếu khu này. Thái tử điện hạ cái gì? Mà nếu như ngươi nói ta là thái tử đúng không, con trả hết nợ cho ta đi. Chắc hẳn thái tử chưa nghe bá mẫu kể về hoàng thượng người cha của người. Cha ta họ Lê, làm nghề đốn củi, giờ bị yêu tinh trong rừng ăn thịt chết rồi. Hoàng thượng nào, xin hãy đưa chúng thần về nhà ra mắt bá mẫu, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi. Ở đây không có gì phải làm sáng tỏ hết á. Với lại tôi không có biết gì đâu, mấy ông đừng có hỏi mất công. Mày coi đó, hai ông này tự nhiên đâu ra kêu con là thái tử điện hạ này nọ, rồi kêu con dẫn về gặp mẹ nói chuyện nữa. Đó, mẹ nói một tiếng đuổi hai người họ đi đi. Ở đây không có thái tử công chúa gì hết, mấy ông đi đi. Nghe chưa, đi đi. Người sợ cũng phải. Năm đó Tiếm Dương đã cho lùng sục tận diệt hoàng thân quốc thích, chắc người cũng đã phải chịu cực khổ trăm bề. Nước có loạn, bá tánh cùng khổ, đâu riêng gì mẹ con tôi. Căm hận bọn phản loạn Tiếm Dương, chúng thần là những mệnh quan của cửu triều, đang nhóm họp chờ ngày giấy binh phục thần, nhưng tìm mãi không ra hậu duệ của cửu dương để trao lại ngôi vua. Cũng may có thần linh mách bảo để chúng thần gặp thái tử đây. Có đúng là thần linh đã dẫn lối cho các ông không? Người cứ tin đi, thần linh đã báo mộng cho tôi 3 lần, tôi mới tin đây là thái tử. Mẹ, mẹ, hai người đợi chút đi, mẹ tôi vô lấy chỗ già đuổi hai người đi nè. Ấn tín của cụ Dương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy ông đứng dậy đi, đừng có hành lễ như vậy, mọi người để ý đó. Năm đó chính mắt ta bụng mang dạ chữa, chứng kiến quân lính hạ sát cụ Dương, sợ quá cứ vậy nhắm mắt bỏ chạy. Ngài chỉ cho ta chỗ cất dấu ngọc này, ta đã tìm thấy nó và cất giữ bao nhiêu năm nay, nào ngờ có được ngày này. Mẹ, thì ra bấy lâu nay mẹ giấu con hả? Cục ngọc bự cỡ này nếu con đem đi cầm, bảo đảm mấy chủ hàng lé mắt luôn, quan thiếu thoải mái, không ai làm khó làm dễ gì con hết mẹ hả? Coi chừng cái miệng của con đó, làm thái tử rồi không buông tuồng được đâu. Nhưng mà
Mấy ông nói ngọc này là... Đây là ấn tín của cụ Dương, càng chứng minh đây chính là thái tử kế vị. Đa tạ nương nương. Xin người cho phép thái tử, cho thái tử theo quân khởi nghĩa, ngày chiếm lại kinh đô, sẽ xin rước người về cung. Cung điện quả thật là huy hoàng. Cuối cùng thì ta cũng đã giành lại được ngôi báo, trả thù cho cha ta. Thần nghĩ thái tử hãy ngay lập tức làm lễ lên ngôi, để bố cáo cho bá tánh ăn mừng. Trả thù là một chuyện, làm vua lại là chuyện khác. Ta từ trước tới giờ ăn chơi không, làm sao biết gì mà bố cáo chứ. Bẩm, thái tử là con ruột của cụ hoàng, đương nhiên kế vị ngai vàng. Ta thì không biết gì, ta lo lắm. Bẩm, dưới vua còn có bá quan văn võ triều thần Bàn Cách. Biết là vậy, nhưng thực sự ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ta sẽ hỏi ý trời xem sao. Ông trời ơi, nếu như người cảm thấy ta làm vua được thì hãy cho mây đen kéo tới rồi tan nhanh cho ta xem nào. Tới đầu đê rồi đó. Chuẩn bị mà đâu. Mà mấy người chuẩn bị hết sổ sách chưa? Bà đâu mà sổ sách nhiều quá vậy? Bà có thêm cuốn nào không mà bà nói? Tôi nói nè, chuyến này á có mở cửa cả kho bạc của nhà vua ra cũng không trả hết nổi nợ đó nha. Nhiều dữ vậy hả? Trộm mà. Trộm. Bà con trật tự, có chuyện gì mà bà con tập trung ở đây? Trả tiền đi, chộp. Trả nợ đi, chộp. Phạm thượng, ai cho các người gọi tên tục của hoàng thượng ra? Thiếu nợ người ta thì phải trả. Đúng rồi, thiếu nợ có ghi trong sổ nè. Bẩm hoàng thượng, có một nhóm dân chúng đang chặn đường. Chộp, nhớ tôi không? Nè, được rồi. Phạm thượng, ai cho các người gọi tên hoàng thượng ra nữa? Tất cả mọi người trật tự, trẫm sẽ trả cho lần lượt từng người một, được chưa? Chộp. Sao nhiều dữ vậy cô? Con ăn bao nhiêu cô ghi bấy nhiêu, có ghi thêm đâu. Được rồi. Bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Kiểu này sẽ không ổn. Hạ thần sợ lòng tham nổi lên, bọn chúng ghi thêm thì có mặt của núi cũng trả không xong. Không sao, đây là những người thân thiết của ta, ta rất hiểu tính họ. Chỉ cần trả đủ cho họ, lập tức họ sẽ ngưng thôi. Nhưng mà không ổn nữa rồi hoàng thượng. Có chuyện gì? Hoàng thượng nhìn kìa, dân chúng kéo đến quá đông. Hả? Trời ơi, bên này nữa nè, bên kia nữa. Cô cầm lấy. Mọi người hãy trật tự. Những gì mà ngày xưa trẫm thiếu của mọi người, hôm nay trẫm sẽ trả hết. Bọn chủ nợ ỷ tình thân với vua, theo đòi ào ào. Vua cũng mở kho trả nợ đầy đủ. Nhưng quan đầu triều thấy cảnh đòi nợ mất thể diện vua, đặt ra ngõ cấm chỉ để đặt ranh giới cấm lại gần vua. Vậy mới có tên gọi nợ như chúa chổm, và ngõ cấm chỉ còn đến ngày nay.